Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã trở lại với một video review về robot hút bụi trên kênh YouTube của mình. Ở trên kênh YouTube của mình ấy, thì mình đã review về khá là nhiều các cái mẫu robot hút bụi rồi. Có những cái mẫu mà nó chỉ có hút thông thường thôi mà không có lau. Đấy, có những mẫu mà nó có rẻ lau nhưng mà cái lau của nó thì cũng ở mức độ rất là bình thường thôi. Thế thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu đến cho các bạn một cái mẫu robot hút bụi mà nó có rẻ lau nhưng mà nó lau khá là sạch. Đây là robot hút bụi Xiaomi Vacuum S10 Plus. Đấy, thế thì các bạn có thể nhìn thấy này, cái rẻ lau này của nó này, các bạn nhìn thấy không ạ? Nó khác gì so với những cái robot hút bụi trước mà mình đã review cho các bạn. Đây, ví dụ như là những cái robot hút bụi lần trước mình review cho các bạn ấy, thì cái rẻ lau của nó chỉ như thế này thôi, đúng không ạ? Đấy, và khi mà đi lau này nó chỉ chà xuống dưới như này thôi. Thì mình thấy là cái lau này nó cũng chỉ ở mức độ lau cơ bản thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta muốn lau mà nó phải gọi là lau sạch ý, thì đúng là phải là những cái rẻ lau nó như thế này. Cái rẻ lau như thế này ấy, là nó sẽ mô phỏng cái cách lau của người chúng ta. Đấy, ví dụ như là khi mà bạn lau nhà bằng tay, bạn cứ cầm cái rẻ này bạn xoáy này, đúng không? Xoáy vào những chỗ bẩn như này để bạn lau, đúng không? Thì cái robot hút bụi này nó cũng xoáy y hệt như thế, mà nó có hai cái bên rẻ lau luôn nhá, thì nó rất là sạch. Đấy là cái điểm mà mình thích. Thế tuy nhiên là mình cũng đã nói cho bạn đấy là không có cái gì vừa ngon vừa bổ mà lại vừa rẻ cả. Chắc chắn là cái robot hút bụi này nó cũng sẽ phải tồn tại một số những nhược điểm. Vậy những nhược điểm đó là gì? Và những ưu điểm của nó là gì? Các bạn có chấp nhận bỏ qua những nhược điểm để lấy những ưu điểm của sản phẩm này hay không? Thì hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Dương Dê. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái phần thiết kế đã nhé. Thực sự là mình rất là thích cái phiên bản màu trắng này. Bởi vì màu trắng lúc mà để ở trong nhà ấy, nhìn trông nó khá là đẹp và trông khá là sang. Đấy, cũng chia sẻ thật với các bạn luôn là ở nhà mình bây giờ là đang có một cái con robot hút bụi là nó màu gọi là màu xám ấy. Nhưng mà khi mà mình dùng cái con này mình cảm thấy là cái màu trắng này nó sạch hơn thật. Đấy, ngày xưa là mình lựa chọn nó không có sự lựa chọn là màu trắng nên mình phải chịu thôi. Đấy, thì với những cái sản phẩm như này thì mình nghĩ là mua cái màu trắng này thì cái ưu điểm của nó là thứ nhất là nhìn nó rất là sang. Thứ hai nữa là nó sẽ khá là sạch sẽ, bởi vì là khi mà nó bị xước ấy thì chúng ta cũng khó nhìn hơn so với những cái phiên bản màu đen. Cái mức độ hoàn thiện thì thực sự là rất tốt. Đây, các bạn có thể thấy mức độ hoàn thiện của dòng này là khá ổn. Từ cái chỗ là cái phần bánh xe nhé các bạn nhé, họ còn làm răng cưa này và cái phần bánh xe nó rất là dày để nó giúp cho cái robot này khi mà nó di chuyển ở trên đường ấy, nó sẽ bám đường tốt hơn rất là nhiều. Và đặc biệt là khi mà nó leo qua đồ vật ấy, thì nó cũng sẽ tốt hơn. Đấy, mình thấy là không có nhiều những loại bánh xe mà nó thiết kế được tỉ mỉ như này đâu. Có cả gai cái thứ ở trên lốp luôn này. Đấy, mức độ hoàn thiện là khá ok, đục lỗ rất tỉ mỉ các thứ. Ở phía trước này thì chúng ta sẽ có các cái cảm biến ở đây. Và cái mẫu robot hút bụi này thì nó có cả cảm biến laser lẫn cảm biến LiDAR luôn. Đấy, nó sẽ giúp cho cái mẫu robot hút bụi của chúng ta nó sẽ hạn chế cái việc va chạm vào đồ vật hơn. Thế thì khi mà nó di chuyển ấy, thì nó cũng sẽ có cái phần tạo cái không gian 3D và vẽ bản đồ cho chúng ta luôn. Thế thì cũng có một số câu hỏi đặt ra đấy là liệu cái mẫu robot hút bụi này thì nó di chuyển ở trên đường nó có gặp phải những chướng ngại vật hay không và nó xử lý cái chướng ngại vật đấy như thế nào. Thế ví dụ như là với những chướng ngại vật kiểu như là ở tường này thì gần như là nó sẽ quét cực kỳ chuẩn luôn, hay là thậm chí là có đang di chuyển đi lại trong nhà ấy, bạn nhỡ mà có đi gần nó này thì nó cũng sẽ tránh được chân của bạn ra, nó không leo qua chân của bạn hay như nào cả. Thế tuy nhiên là ví dụ như với một số những môi trường đặc biệt như là ở phòng quay của mình đi, thì với một số các thiết bị nhiều là đèn đóm này, đấy, các cái chân đèn ấy, cái hình ảnh của nó sẽ kiểu như là nó sẽ rất là khó để mà mô tả đối với cả cái con robot này, thì nó rất hay va chạm vào chân đèn ở chỗ nhà mình. Hay là ví dụ như là với những trường hợp là cái quạt ấy, các bạn thấy không ạ? Cái quạt là nó hay bị leo lên, và đôi khi mà nó leo lên ấy, chỉ cần hai cái bánh xe này thôi này, một trong hai bánh xe này nó không tiếp xúc với mặt đất ấy, thì là nó sẽ báo là bánh xe bị treo. Đấy, và nó ngắt luôn. Đấy, thì đấy cũng là một cái nhược điểm. Nên là khi mà bạn nào mà cho cái robot hút bụi này mà nó đi hút ấy, thì chúng ta phải nên là gọn gàng nhà cửa lại một chút. Đấy, các bạn hình dung đúng không ạ? Đấy, cái đấy là cái mà chúng ta cũng phải chia sẻ thẳng thắn với nhau. Hay là ví dụ như là ở nhà mình ý, là mình có một cái thói quen nó hơi xấu, đấy là mình hay sạc pin điện thoại, nhưng mà cho những cái thiết bị nó thấp ở dưới nền nhà như này này. Và đã có một lần là nó hút luôn cả cái phần dây điện của mình vào trong đấy. Đấy, và coi như là hỏng cái dây điện đấy luôn. Đấy, thì anh em cũng cần phải chú ý. Nói chung là cái này của bền là tại người thôi, anh em cứ phải gọn gàng. Tiếp tục nữa nào, nói về hút ý,
Thì thực sự là cái mẫu này là hút rất sạch, bởi vì cái lực hút của nó rất là lớn, lên tới là 4000 PA, và cái lau của nó cũng khá là ổn. Tuy nhiên, nó sẽ có hai cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu tâm như thế này. Cái vấn đề thứ nhất, đấy là nó không có một cái thùng rác, và nó nghĩa là không tự động hút lên cái thùng rác, vì cái sản này nó không có thùng rác nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta sẽ chỉ có một cái đọc sạc để nó tự động quay về khi mà nó cảm thấy nó hết pin thôi. Đấy, và với việc không có thùng rác như này thì chúng ta sẽ phải mở này ra và chúng ta sẽ đi đổ rác thủ công. Các bạn thấy được không ạ? Cái việc tháo cái này ra thì nó rất là dễ thôi, nhưng mà rõ ràng là so với việc là nếu mà nó có túi đựng rác thì nó sẽ tốt hơn. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai nữa, đấy là một số những mẫu máy robot hút bụi tiên tiến ở trên thị trường bây giờ ấy, là nó có tính năng tự động giặt giày. Thì cái mẫu này là nó sẽ không có tự động giặt giày, và chúng ta sẽ phải tự giặt bằng tay. Đấy, thế thì tự giặt bằng tay thì đối với cái bản thân mình thấy cũng bình thường, hay là cái việc tự động đổ rác đối với mình thì mình cũng thấy bình thường, bởi vì là với cái dung tích cái hộp đựng rác nó rơi vào khoảng 450ml như này ấy, thì nếu khi phải mất mấy ngày mình phải đi đổ rác một lần thì mình không quá quan trọng cái điều đó. Còn ví dụ như là lau nhà thì nếu khi một tuần mình mới để cho nó lau nhà một lần, nên là mình cũng không quá quan trọng cái điều này. Thế tuy nhiên, vấn đề đây là gì? Đấy là nếu như bạn là một người lười thì sao ạ? Thì cái thứ nhất, đấy là cái phần rẻ này ấy, nó sẽ rất là hôi nếu như bạn không chịu khó giặt. Đấy, và nếu mà bạn không chịu khó giặt ấy, thì cái phần mùi hôi này nó sẽ kéo đi khắp nhà của bạn luôn. Đấy, nên là bạn phải chú ý là bạn phải chịu khó giặt cái rẻ này. Đấy, và phải chịu khó đi đổ rác. Tuy nhiên là mình nghĩ là cái việc này thì nó cũng khá là bình thường thôi, bởi vì là một tuần khi phải giặt cái rẻ này có đúng một lần, hay là mang đi đổ rác có đúng một lần, thì nó cũng không có đến mức độ gọi là quá mệt mỏi gì cả. Đúng là mình thà một tuần đi đổ rác một lần với cả giặt cái rẻ này một lần còn hơn là phải đi lau nhà từng tí một như này. Đúng nào. Còn tất nhiên nếu các bạn đòi hỏi thêm những cái tính năng nữa, ví dụ như là có thêm cả cái thùng rác xong rồi nó tự động hút lên, hay là có thêm cái phần rẻ lau này, có thêm phần giặt rẻ lau nữa ấy, thì mình nói thật luôn là giá nó sẽ đắt hơn rất nhiều. Bởi vì sao ạ? Bởi vì nó càng nhiều cái công đoạn tự động thì nó sẽ càng đắt. Đấy, nói đâu xa. Đứa em mình ấy, nó cũng có một cái con robot. Thế thì nó sẽ có hai cái phiên bản gì chọn. Một là lựa chọn không có hộp đựng rác, và hai là lựa chọn có hộp đựng rác thì phải thêm vào tầm khoảng 4 triệu. Đấy, đúng không ạ? Đấy, còn những cái máy robot hút bụi mà bây giờ mà nó có cái tính năng là tự động giặt rẻ cái thứ thì mình nghĩ là vài chục triệu là điều bình thường. Đấy. Nên là với cái mức giá như thế này thì thực ra là chúng ta cũng khó có thể đòi hỏi hơn được. Tiếp tục nữa, chúng ta sẽ nói về cái sản phẩm này, nó là một sản phẩm chính hãng. Thì cái ưu điểm của nó là gì? Đấy là cái việc kết nối với cả cái app Mi Home chính hãng nó vô cùng dễ dàng nhé. Bây giờ một số những sản phẩm sách tay là nó đang gặp phải vấn đề là kết nối với app Mi Home đấy. Đấy, thì cái sản phẩm này là chính hãng, kết nối với app Mi Home rất là đơn giản. Khi mà cái máy này nó có vấn đề gì, ví dụ như là bánh xe bị treo hay cái gì đấy, thì nó sẽ thông báo về bằng tiếng Việt. Nhưng mà khi mà vào trong app nhé, thì nó thật luôn là app là vẫn bằng tiếng Anh. Đấy, anh em cũng cần phải lý cái điều này. Và cái thông báo qua cái loa của cái robot này thì nó cũng bằng tiếng Anh. Đấy, ví dụ như là robot bắt đầu khởi động này. Đấy, hay là robot bị treo bánh này là nó cũng nói này. Robot quay về chỗ sạc này. Robot hoàn thành xong công việc là nó cũng sẽ nói, nhưng mà nó sẽ nói bằng tiếng Anh. Đấy, cái đấy cũng là cái mà chúng ta cần phải để ý. Rồi, đối với cả một cái sản phẩm hàng chính hãng như cái này ấy, thì mà lại là của Xiaomi nữa, thì mình thấy là cái việc mua những cái phụ kiện như này thì nó vô cùng dễ dàng. Đấy, ví dụ như bây giờ mà bạn cái rẻ này nó quá bẩn hay nó bị hỏng, nó mòn rồi, thay rất là dễ. Đấy, rồi là chổi này thay cũng rất là dễ này, rồi là những cái bộ lọc ở bên trong này thay một cách vô cùng dễ dàng. Đấy, cái đấy là cái điểm mà mình rất là thích. Và rất nhiều những cái sản phẩm của Xiaomi ấy, là họ sử dụng chung với nhau. Ví dụ như là đây, cái chổi này chẳng hạn này, bạn có thể lắp từ cái máy này sang một cái máy khác của Xiaomi cũng được. Hay là cái ở bên trong này nữa này, cái chổi hút ở bên trong này nữa này, đấy, nó cũng có thể lắp từ máy này sang máy khác được. Hay thậm chí là cả cái rẻ lau này nữa này. Đấy, thì đấy là cái điểm mà mình rất là thích ở trên các sản phẩm Xiaomi, thay thế phụ kiện một cách vô cùng dễ dàng luôn. Rồi, tiếp tục nữa nào. Ở đây chổi thì nó sẽ chỉ có một chổi thôi nhé các bạn nhé. Đây, cái chổi quét này nó chỉ có một chổi. Thực ra là con robot ở nhà của mình thì nó cũng chỉ có một chổi thôi. Nhưng mà nếu như nó có hai chổi thì rõ ràng là nó sẽ cân đối hơn, đúng nào. Và cái việc là nó quét bụi ở hai bên nên nó sẽ tiện lợi hơn. Đấy, thì mình kỳ vọng là những thế hệ khác của Xiaomi họ cũng sẽ có hai cái chổi ở hai bên như thế này.
cái độ ồn khi mà hoạt động thì sao. Đấy, thế thì khi mà bật cái này lên thì bọn mình có luôn một cái máy đo độ ồn ở đây. Đấy, để cho anh em xem luôn. Thì nếu mà mình để cái chế độ tiêu chuẩn ấy, thì cái độ ồn nó sẽ rơi khoảng 60 dB. Còn để ở mức độ cao, hút mạnh ấy, thì nó sẽ rơi khoảng 80 dB. Đấy, thế thì đây, chúng ta sẽ ví dụ mình đang nói như này cho các bạn nhé. Đây, thì các bạn sẽ xem luôn là bao nhiêu decibel đây. Nó rơi vào tầm khoảng 75 dB. Nghĩa là nếu mà các bạn để cái lực hút to ấy, là nó sẽ nói to hơn những cái gì mà các bạn nghe thấy từ mình ở đây này. Đấy, thế là nó sẽ khá là ồn. Còn bình thường nếu mà buổi tối mà các bạn hẹn giờ để cho nó đi hút ý, thì các bạn nên để cái chế độ tiêu chuẩn thôi. Trừ khi nào ở nhà nó bẩn lắm thôi thì mới để mức to. Đúng nào? Rồi, tiếp tục nữa nào. Chúng ta sẽ nói về cái thời gian thì sao. Thì cái mẫu này nó sẽ có thể hoạt động được với một cái thời gian nó rơi vào khoảng 120 phút. Đấy, bình thường ấy thì mình sẽ thường đây, mình sẽ cho các bạn xem luôn này. Đây là những cái bức ảnh mà mình đã chụp ảnh ra để xem là nó hoàn thành bao nhiêu. Đây các bạn có thể xem luôn này. Với cái thời gian là 106 phút là nó sẽ quét được một cái diện tích rơi vào khoảng 88 m². Đây là đối với ảnh nhà mình 88 m² này, là 88 m² là không tính đồ vật đâu nhá, chứ còn nhà mình là rộng khoảng 140 m² cơ. Đấy, nhưng mà nó còn chừa ra một cái phòng này này là nó chưa hút hết, và lúc đó để pin nó hết thì nó quay trở về cái chỗ sạc. Đấy, thế thì hút như thế nào thì mình cũng chia sẻ luôn cho anh em. Còn có một cái lúc khác ấy thì là nó quét được khoảng 97 m² và trong 123 phút. Nhưng mà vấn đề ở đây là gì? Đấy là nó đã quay trở về chỗ sạc một lần để nó sạc đủ xong nó quay trở lại nó quét. Đấy, các bạn thấy đúng không ạ? Đấy thì có như nào thì mình cũng chia sẻ như thế luôn. Ở trên app nó hiển thị rất là rõ ràng như thế này. Tiếp tục nữa nào, chúng ta sẽ nói về cái dung tích hộp đựng nước ở bên trong này thì sao. Đây, thế thì cái hộp đựng nước nó sẽ có dung tích là khoảng 200 ml. Thế thì nói thật luôn là nó cũng chỉ đủ để cho cái robot này nó lau ở trong một cái phòng kiểu như phòng cơ quan của mình thôi. Theo công bố của nhà sản xuất ý, thì cái mẫu máy này nó sẽ có thể hút được ở trong một căn phòng có diện tích là khoảng 200 m² và lau ở trong một căn phòng diện tích khoảng 150 m² đấy. Nhưng thực tế sử dụng của chúng ta thì chúng ta sẽ phải trừ hao đi. Đấy, vừa nãy mình đã nói đấy. Ví dụ như là ở nhà mình là 140 m² này. Đấy là nó hút. Còn ví dụ như lau này thì mình nghĩ là chắc cỡ tầm khoảng 70-80 m² là cũng khá ok rồi. Còn nếu mà chúng ta muốn nó lau nhiều hơn thì chắc chắn là nó sẽ phải quay trở về chỗ sạc một lần để mà nó lau. Đối với cả cái mẫu máy này, cái việc kết nối được cái app ấy thì chúng ta có thể điều chỉnh được cái lực hút này. Đấy, chúng ta có thể điều chỉnh được cái lượng nước khi mà nó lau này. Đấy, ví dụ như là lực hút chẳng hạn thì chúng ta có thể điều chỉnh được các cái nấc, ví dụ như là yên tĩnh này. Đấy, hay là trung bình này, hay là tiêu chuẩn này, hay là mạnh này. Đấy, còn ví dụ như là nước ấy thì chúng ta có thể lựa chọn được các cái chế độ như là nước ít này, nước trung bình hay là nước nhiều. Đấy, thì tùy vào việc là nhà của các bạn đang bẩn hay là sạch, hay là các bạn có dọn thường xuyên hay không, thì chúng ta có thể điều chỉnh được đó để cho nó có thể phù hợp đối với cái việc chúng ta lau và dọn nhà. Cái điều mình thích nhất ở trên Gap Me Home này đó là chúng ta có thể hẹn giờ được cho nó. Đấy, ví dụ như là chúng ta có thể hẹn giờ để cho nó có thể hút bụi cũng như là lau nhà. Đấy, ví dụ như tầm khoảng 6 giờ tối nay là chúng ta có khách đến, là bắt đầu đến tầm khoảng 4 giờ chiều chẳng hạn là mình đã bắt đầu hẹn để cho nó đi hút rồi. Ngoài ra nữa thì thậm chí là cái vấn đề hẹn giờ này thì chúng ta có thể tùy chỉnh thời điểm làm sạch cho từng khu vực được chỉ định nhé các bạn nhé. Đấy, và cái việc là lập bản đồ thì chúng ta cũng có thể thiết lập được cả tường ảo này và các cái khu vực cấm đi để tránh cái trường hợp là cái robot hút bụi này nó đi vào những cái khu vực đó. Ví dụ như là ở nhà mình cái nhà vệ sinh nó khá là ướt thì thường là mình không bao giờ cho cái robot hút bụi này đi vào trong nhà vệ sinh để nó hút cả. Đấy, thì mình sẽ thiết lập cái khu vực cấm đi như vậy. Và đối với cả bạn nào mà nhà có nhiều tầng ấy thì chúng ta cũng sẽ thiết lập được bản đồ của từng tầng một, thì cái này rất là tiện. Và các bạn yên tâm là không bao giờ sợ là nó bị rơi từ trên tầng này xuống tầng nọ đâu nhé, hoặc là đi cầu thang mà nó bị ngã đâu nhé, không sợ đâu nhé. Cái cảm biến nó thông minh lắm nên là không sợ nó bị rơi hay bị gì cả. Và tất nhiên khi mà nó hết pin thì nó cũng sẽ tự động quay trở về chỗ sạc rồi. Nó cảm thấy nó gần hết pin là sẽ tự động quay trở về chỗ sạc. Rồi là khi mà chúng ta sử dụng như này mà có trẻ con nó nghịch nó nhấc lên ấy thì nó cũng sẽ tự động dừng. Đấy. Rồi là gặp phải chướng ngại vật mà không thể nào mà đi ra ngoài được. Đấy, hoặc là bị vướng cái gì đấy ở phía chổi ở phía dưới này thì nó cũng sẽ tự động dừng. Đấy, thì cái đấy là những cái mà rất là thông minh của cái mẫu robot hút bụi này. Thế còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về cái mẫu robot hút bụi Xiaomi Vacuum S10+ của Xiaomi? Hãy để lại comment cho mình biết. Và các bạn có chấp nhận được những cái nhược điểm của nó, ví dụ như là
không có thùng đựng rác này, không có tính năng tự động giặt giẻ lau cái thứ này, rồi là đi lại nó hay bị va chạm phải đồ chẳng hạn. Đấy, để mà đánh đổi lấy những cái ưu điểm của cái mẫu robot hút bụi này không, ví dụ như là lau khá sạch, hút cũng khá là sạch sẽ luôn, thiết kế thì mình trông khá ổn đấy. Đấy, hãy để lại comment cho mình biết. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của cái mẫu robot hút bụi này tại website của Cellphonet qua đường link mà mình đã để phía dưới phần ghim comment cũng như là phần mô tả của video này. Cellphonet hiện tại đang phân phối cái xảo này dưới dạng hàng chính hãng. Đấy, và để có được mức giá tốt nhất thì anh em cứ kích vào nhé. Và từ ngày 17 tháng 3 cho tới ngày 26 tháng 3 thì khi các bạn mua cái mẫu Xiaomi Robot Vacuum S10 cộng này thì các bạn sẽ được tặng một máy hút bụi cầm tay Mi Vacuum Cleaner Line EU, và chúng ta sẽ được giảm ngay 1 triệu đồng và hỗ trợ trả góp 0%.